Xin chào anh em, thì mình là Khang và hôm nay mình đã mượn được cái chiếc RF 2470L F2.8 ES USM của Canon với dãy tiêu cự đa dụng quá quen thuộc với anh em rồi. Thì hôm nay mình sẽ trên tay chiếc lens này xem là nó có cái gì khác biệt và nó có những cái gì hay nhé. Ok, cùng vào video thôi. Nó có cái kích thước nhỏ hơn một chút xíu so với lại những cái lens cùng tiêu cự với Nikon Z hoặc là G Master, một chút xíu thôi. Mình thấy nó không đáng kể lắm. Thì bây giờ mình sẽ lắp thử cái lens này lên trên cái con Canon EOS R thử xem là cái tương quan như thế nào. Cái cảm giác của mình thì nó hơi to so với lại cái body. Có những cái máy mirrorless là cái body nó khá là nhỏ, gọn và cái lens nó hơi to hơn một chút xíu. Cảm giác của mình cầm khá là chặt tay. Đó, khá là ưng ý. Ok, mình sẽ để cái EOS R này qua một bên. Thì cái tiêu cự 2470 đã là một cái thứ gì đó rất là quen thuộc với anh em rồi. Anh em có thể sử dụng nó với nhiều mục đích, vui vẻ hàng ngày, chụp những cái khoảnh khắc giữa những người xung quanh, hoặc là anh em làm nghề có thể chụp wedding cũng như event. Anh em có một cái góc 24mm đủ rộng và cái góc 70mm đủ tele để có những cái điểm nhấn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nói về cái ngoại hình của cái lens. Ở đây anh em sẽ có ba cái vòng nó rất là nổi bật, lần lượt sẽ là cái vòng chỉnh tiêu cự, cái vòng chỉnh lấy nét và cái vòng chỉnh khẩu. Thì hai cái vòng đầu tiên chúng ta sẽ có là vòng chỉnh tiêu cự và vòng lấy nét đó, thì nó sẽ được làm bằng cao su non. Mình cầm ra và cái cảm giác thì nó hơi mềm hơn so với cái thân lens. Và vòng chỉnh khẩu chắc là chất liệu nó sẽ giống lên chất liệu của thân lens thôi. Cái vòng chỉnh khẩu khác biệt chút xíu là nó có cái hoa văn nó khác. Cái vòng lấy nét và cái vòng khẩu này là vòng điện tử nên anh có thể xoay 360 độ luôn. Nó hầu như cái vòng lấy nét nó sẽ không phát ra một tiếng động gì, gần như là im lặng. Đó. Còn cái vòng khẩu đây chúng ta sẽ có nhiều cái nấc step by step. Đó, anh em sẽ nghe được cái tiếng cách như thế này. Thì với cái vòng khẩu này anh em có thể gắn được rất là nhiều cái chức năng lên đây. Trên mình có thử gắn lên cái C70 thì nó là cái chức năng để mà chỉnh ISO. Và ở đây thì mình đã thử xoay thử cái vòng zoom này. Đó, anh em có thể thấy là hầu như hết các ống 2470 F2.8 khác đều có cơ chế zoom là thồi thục như thế này. Và mình thấy ở đây nó khá là mượt, khá là chắc, mình nghĩ sẽ không có cái hiện tượng tụt zoom đâu. Để bảo vệ cho cái hệ thống zoom này, anh em sẽ có một cái nút lock ở đây. Nó sẽ lock lại ở tiêu cự 24mm để giảm thiểu cái hiện tượng tụt zoom và cũng bảo vệ cái ống kính này nữa. Ở phía trước anh em sẽ có một cái vòng filter phi 82mm và khả năng lấy nét gần nhất là 21cm. Ok, thì mình sẽ nói thêm vào bên trong của cái 2470 này. Chúng ta sẽ có 21 thành phần ở 15 nhóm và anh em sẽ có 3 thành phần Ultra Low Dispersion. Nó sẽ giúp cho anh em cải thiện được cái màu sắc, giảm thiểu những sai lệch về màu cũng như những màu ở viền nét. Anh em hay gặp là viền tím, là viền xanh đó. Thì tất nhiên trên một cái lens cao cấp như thế này thì khó mà có thể chấp nhận được những hiện tượng như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ có 3 thành phần phi cầu. Thành phần phi cầu là những thấu kính gần như phẳng. Tác dụng của những cái thấu kính này là nó sẽ giảm được cái hiện tượng quang sai, tăng cái độ nét và giúp cái ống kính của anh em có cái độ phân giải cao hơn. Tất nhiên đây là ống kính ngàm RF và nó sẽ được gắn lên những cái thân lens có độ phân giải khá là cao. Đây là một cái điểm cộng khá là lớn. Tiếp theo là về những cái lớp phủ. Thì đầu tiên anh em sẽ có một cái lớp phủ Air Sphere để chống chói và chống bóng mờ là flare và ghosting đó. Thì Canon cho biết đây là một cái công nghệ độc quyền cũng mới ra mắt gần đây. Anh em cũng sẽ có một cái lớp phủ chống bám bẩn ở phía trước và phía sau đuôi lens. Đây là cái lớp phủ giúp cho anh em có thể vệ sinh dễ dàng hơn và cũng như bụi và những cái chất lỏng sẽ khó bám lại trên cái ống kính của anh em hơn. Một cái tính năng không thể thiếu trên một cái lens cao cấp như thế này đó là chống rung. Anh em sẽ có chống rung 5 stop ở trên cái lens này. Nó sẽ giúp cho anh em giảm thiểu được rất nhiều rung động từ tay khi bấm chụp và giúp cho anh em hoạt động tốt hơn trong cái những môi trường thiếu sáng bằng cái cách là có thể hạ tốc độ màn chụp thấp hơn. Đó, anh em hạ sắp xuống nhưng mà vẫn có thể chụp được chi tiết là do cái hệ thống chống rung này. Hệ thống lấy nét của cái lens này được Canon gọi tên là Nano USM, được cho là sẽ lấy nét nhanh hơn và chính xác hơn rất là nhiều. Chưa kể tới là cái hệ thống lấy nét này nó rất là êm, hồi nãy giờ mình đã có thử rồi thì gần như là nó không phát ra tiếng động luôn, cũng giống như cái vòng lấy nét này. Thêm vào đó là Canon còn có một cái firmware trên cái lens này có hỗ trợ kết hợp với lại body để cho cái khả năng lấy nét vào mắt chủ thể tốt hơn. Canon RF 2470 F2.8L thì nó vẫn là thuộc cái dòng L Canon thôi, có một cái vòng màu đỏ ở đây. Tất nhiên nó sẽ được trang bị cái tính năng
Weather Shield, đó là chống chịu thời tiết. Anh em sẽ có tính năng chống bụi, chống độ ẩm và những thời tiết xấu. Ok, mình sẽ nói thêm một chút xíu về khả năng quay phim. Đây là một cái ống hỗ trợ quay phim khá là tốt, nhờ vào cái hệ thống nét nano USM. Đó, gần như là nó không phát ra một cái tiếng động nào hết. Chưa dừng lại ở đó, anh em sẽ có cái lens này, nó sẽ không có hiện tượng thở. Hiện tượng lens bị thở có nghĩa là khi mà nó nét, nó sẽ thay đổi cái tiêu cự, nó làm cho anh em bị thay đổi cái khung hình, nó sẽ không còn ổn định nữa. Hai cái tính năng vừa rồi là hai cái tính năng chỉ có trên những cái lens cine. Anh em sẽ rất khó để có thể tìm được những cái tính năng này ở trên một cái lens chụp hình. Còn về cái chế độ lấy nét khi quay phim thì anh em vẫn có đầy đủ những cái chế độ lấy nét liên tục một lần, rất là đầy đủ và chính xác. Cảm giác ban đầu của mình là hồi nãy mình có thử với lại cái con Canon C70 thì nó lấy nét rất là tốt, rất là nhanh và không bỏ sót một cái gì hết. Thì mình sẽ để thử một cái footage mình quay mod miền Vân để cho anh em có thể thấy là tốc độ lấy nét nó khá là ok. Vừa rồi là những trải nghiệm của mình về Canon RF2470 F2.8L IS USM. Đây là một cái lens chất lượng khá cao, hoàn thiện khá là tốt, với một cái giải tiêu cự thông dụng và quen thuộc với anh em làm nghề. Thì mình thấy là cái đối tượng sử dụng của cái lens này nó khá là lớn. Anh em sử dụng hàng ngày, hoặc là anh em làm nghề chụp wedding, hoặc là anh em event cũng rất là thích cái lens này. Và những cái anh em nào đang sở hữu và cũng như đang có những cái trải nghiệm khác với lại cái lens này thì hãy để lại cho mình những cái bình luận phía bên dưới nha. Ok, vậy thôi. Cảm ơn em và mình là Khang. Tạm biệt anh em.